Rồi anh nói bệnh anh. Dạ. Anh nói bệnh của anh. Anh không nghe thấy. Anh không nghe thấy. Anh nói bệnh của anh là bị sao? Dạ. Tôi đến từ Quảng Nam. Dạ. Vô đây được 3 ngày rồi. Dạ. Tôi quá trình là cách đây 2 tháng thì nó bị rối loạn tiền đình chóng mặt và mửa rất là dữ dội. Và bây giờ thì hiện tại bệnh bây giờ thì về tiền đình thì tạm ổn, không ít mửa, nhưng mà tai thì tiếp rất là nặng. Mà không, này... dường như không nghe hôm qua nay là chưa nghe. Nhưng mà bây giờ thì nghe ngoài ổn ổn một tí. Nhưng mà bị điếc bao lâu rồi? Dạ cũng cỡ 2 tháng. Mà ban đầu bị sao điếc? Dạ mới đầu thì nó bị rối loạn tiền đình. À, dạ, dạ đó nó bị luôn. Dạ, ok. Dạ, mời một anh nào đứng ngoài sau dùm nói dùm cho anh thử anh nghe. Một người nào đứng ngoài sau dùm đứng ngay thì anh hỏi thăm mình. Anh tên gì ở đâu? Không nghe gì. Dạ, không phải lớn chúng ta. Rồi. Anh tên gì ở đâu? Dạ. Anh đến gì? Từ đâu? Cái lỗ tai bên trái này thì nó nặng hơn bên tay phải. Dạ, mà biết là theo thời tiết nữa. Nếu như mà chuẩn bị mà nó thay đổi thời tiết á là nó bị nặng lên. Ok. Dạ. Chút xíu hỏi lại. Dạ. Dạ không nghe. Mình đã không có ngày vậy. Ok. Rồi anh đi về đi. Anh đừng có đứng ở đây nha. Chút xíu có máy có quay phim nè. Anh đừng đứng nha. Anh bị cản trở. Ngồi xuống đi. Cái điều mà tôi muốn nói á, để cho mọi người nắm vậy nè, là anh dự lớp học này bao lâu rồi? Dạ ngày hôm qua, đăng ký ngày hôm qua thứ hai. Ừ vậy hả? Mới vào. Chắc có lẽ là anh là phải thực hiện. Dạ. Là mấy cái điều mà của tụi này hướng dẫn. Dạ. Thứ nhất á là bỏ đói cơ thể, bắt đầu sáng nay mình ăn chưa? Dạ không nghe rõ lắm ạ. Bỏ đói cơ thể. Không nghe rõ. Không cũng sao. Mọi người đã hiểu được cái đó. Nhưng mà để tôi nói cho mọi người nắm vậy. Tại vì anh này bị tắc hai cái động mạch cảnh, anh bị sơ vữa trong động mạch cảnh hết rồi. Do đó là cái điều trị của anh này là một số một chiều không có hết được. Mà anh phải bỏ đói cơ thể, rồi phải hút không khí, rồi phải này nọ các thứ. Thì ở đây tôi chỉ chữa tạm thời cho anh nghe tốt chút xíu. Rồi sau đó thì anh phải thực hiện cái điều đó. Và không phải là anh chữa bệnh có tuần này khỏi mà phải chữa nhiều lần. Ok. Đó là tức là phải kéo dài có thể hết tuần này rồi tuần sau nữa. Chút xíu rồi tôi chữa xong rồi mọi người học trong cái lớp thì sẽ trao đổi thêm nữa ha. Nằm thôi. Ngồi.
về. Đó, được rồi đó. Nắm chặt đang là đó. Và như vậy trường hợp cái này nó là bị 2 tháng nhưng thiệt ra là bị lâu rồi. Mỗi ngày nó chút một chút nhưng tới lúc đó nó bị nặng vậy thôi. Rồi, anh nằm xuống đây. Nằm nằm. Ai? Anh ngửa. Anh nghiêng. Phải có cái anh này to to lên ngồi rồi anh. Bây giờ tôi nói anh nghe rõ chưa? Nghe cũng được được. Mọi người nhớ là... Bởi vì là cái này hơi có một cái vấn đề chút xíu. Yeah. Tức là anh này là anh bị cái máu nó lên não không được. Và nó nuôi không được ở trên đây. Cho nên khi đó mình nói là nó tắt đó mà. Thành ra là cái thiếu máu trên cái vùng tai. Cho nên nó là... Hồi nãy là tôi làm cái cách đó để đẩy máu lên. À, rồi bây giờ anh nghe khác rồi. Dạ, đánh chắc. Đó, nghe được hơn hồi nãy. Nghe được hơn nãy rồi bác. Dạ. Rồi. Anh hỏi lời cho anh chẳng coi. Anh thấy được chưa? Rõ chưa? Có nghe nhưng mà hơi nhỏ, không rõ lắm. Anh nghe được rồi lấy cho tôi hai quả bóng. Anh bắt treo chân, đúng rồi, treo chân lên, treo chân, ừ, đó vậy, rồi, kẻ sát rồi. Và như vậy á, là phương pháp y mô mạch của mình á, là mọi người biết á, là nguyên cái hệ thống tuần hoàn máu mình á, là 4 lít rưỡi cho đến 5 lít, cho đó là nó sẽ chạy hết toàn bộ cái phần tứ chi của mình, nha. Thì bây giờ á, là tôi á, là chặn hai cái bẹn này bằng cách là tôi kéo chân, để cho máu không xuống chân được. Và tôi chặn hai cái banh ở hai cái động tĩnh mạch của cái nách đó để cho máu không ra tay được. Như vậy toàn bộ hệ thống máu trong cái cơ thể mình bị dễ dồn đầu hết. Do đó bây giờ á là tôi nói anh này bắt đầu nghe được rồi. Vì lý do mọi người biết tại sao? Tại vì tất cả máu dồn lên nó làm giãn hết mấy cái mao mạch này. Thì anh này bắt đầu nghe được, có đúng không? Rõ, nãy nó cái gì? Đó. Cho nên mình thấy một cái trường hợp rất rõ ràng, đó là cái trường hợp thiếu máu lên trên cái vùng tay này. Thành ra là một chút xíu cô Yến sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà bơm máu lên để mà làm máu ở trong tay. Hồi nắng là hồi sáng chưa học đúng không? Học rồi thì biết rồi. À, nhưng mà cái cách tôi làm tóm tắt lại, do đó là để mà chữa cho này khỏi luôn á thì mấy cái anh phải làm dứt khoát, là tức là bây giờ cho tới cuối bữa nay thứ ba phải không? Thì bây giờ bắt đầu cái này là không được ăn buổi sáng rồi. Mời sáng cho ăn gì chưa? Dạ có ăn mẹ. Mà bây giờ nghe đóng phát rồi không? Nè, sáng không buổi chiều tối 8 giờ tối cho đến 12 giờ trưa không được cơm, không ăn được cái gì, nó uống nước lọc thôi. Nè, rồi buổi trong buổi sáng là phải hút không khí cho tôi, hút không khí là hút, rồi thở từ từ ra mũi, hút mạnh vô bằng miệng. Giờ bây giờ anh hút anh đi, anh hút nhiều được không? Ăn lớn nè, anh cứ tự nhiên hút đi. Rồi thở ra từ từ, rồi hút anh lên, rồi mạnh nữa, hút anh nữa. Hai miệng to lên. Anh nhìn tôi nè, anh nhìn tôi nè, hai miệng. Rồi thở ra, rồi anh làm 10 cái. Rồi thở ra từ từ. Chèn, chèn, không có. Nhưng mà giờ cho làm 10 cái đi, anh cứ làm 10 cái đi. Và như vậy
là nó có một đặc biệt là khi mà máu nó thiếu lên não được, nó lên dùng tay mình không được, làm cho bị choáng váng, bị rối loạn tiền đình, bị chóng mặt. Đồng thời ở máu lên được là thiếu máu não luôn. Do đó dứt khoát là phải dùng mấy cái liệu pháp của mình rồi hút không khí. Bây giờ riêng hút không khí xong rồi thở bình thường lại đi, thở lại rồi ok. Bây giờ riêng cái hút không khí ấy, là đem oxy vô đủ ấy, là lỗ tai lại nghe bắt đầu được. Đấy, thở đều đi. Đó. Bây giờ là nghe tiếng bắt đầu nghe lẳng lặng dễ chịu rồi, thấy chưa? Tại vì oxy lên đây đầy đủ rồi, cho nên mọi người thấy nó lạ lắm, thấy không? Cho nên đó, là tại sao mình phải hút không khí, rồi tại sao mình phải uống nước ớt? Riêng cái nước ớt không ấy, là nó đã làm cho tiêu cái mỡ ở trong máu mình rồi, nó chống cái sơ vữa động mạch rồi, không phải ở động mạch trên não không mà cả cái tim nữa. Cho nên đó, là mọi người cứ nhìn thấy ha, bữa nay là thứ ba đúng không? Tới ngày thứ sáu mọi người thấy này nghe được ngon là đàng hoàng hết, nếu như anh thực hiện đúng như lời tôi nói từ đầu, em hỏi gì đó sao hỏi vui gì khác đấy. Anh tới đây mấy bữa rồi, có nghe rõ hơn tiếng nhưng mà cũng chưa nghe lời chưa đó. Nghe cái lời rõ nhưng mà có nghe tiếng nói rồi chứ bạn ban đầu là ù tịch mà theo. Nhưng mà tôi ngồi gần đây tôi nói anh bây giờ không cần che tay nghe được, giờ bây giờ nghe được. Cái anh kia nói nghe cái phản ứng bây giờ cũng nhanh hơn không, bây giờ máu lên được rồi. Cho nên mà mọi người thấy không, tôi là nói chuyện cho mọi người nghe trong lúc mà chưa chữa bệnh nhân này, nhưng mà tôi có ý đồ đó. Ý đồ của tôi là gì, là tôi chờ cho máu nó bơm lên trên não bạn mà không cần tôi bơm. Hồi nãy giờ tôi chặn mấy này rồi, máu không ra chân, máu không ra tay, giờ lên trên đầu hết rồi. Bây giờ cái đầu anh nghe gì? Nghe phần phần không? Có nóng rồi chị. Có nóng rồi chứ. Nghe rõ rồi đó. Rồi, rồi yên nha. Rồi yên đó rồi, để chơi. Cái lỗ tai thì khỏe phải không? Vậy chơi lỗ tai trước. Và mình để bơm máu trước. Mà mình nhìn thấy nhé, bóp cái đầm trũng, nhớ là khóa đỉnh đầu. Chạm đỉnh đầu cho nó dùng xuống. Bởi vì tôi chữa là chữa cái lỗ tai bệnh của anh trước, cái khỏe trước để chị biết không, để nghe mình nói chuyện đúng không? Đây. Rồi, nghe đã rồi ha. Rồi hồi trước khi anh đi anh làm việc hay nghỉ rồi? Dạ sao rồi? Anh còn làm việc hay đã nghỉ rồi? Dạ có làm việc. Dạ, bây giờ hiện nay còn làm việc không? Dạ cái câu. Và cái nghề của anh làm là nghề gì? Dạ điều xe thôi. Điều xe thôi? Dạ. Điều hành. Không phải điều hành nhưng mà có thể là cái lỗ tai ông này á, là mình tưởng rằng là ổng làm ở chỗ xe cộ ồn ào mà bị cái điếc cái tai, không phải, mà do sơ vữa động mạch cảnh, tôi nói cho mọi người hiểu. Thành ra hai cái động mạch cảnh này giờ máu lên được, thành ra cái này chữa, phải chữa là chữa sơ vữa động mạch, thấy không? Đấy. Đấy bây giờ bắt đầu chữa lỗ tai cho mình nha. Nhưng mà cái bên tái với bên tái mà khi mà nó tắt á thì nó một cái điều mà mọi người sẽ thấy là gì, tức là tại vì á cái bên não trái á là cái chỗ đó là tư duy logic, tức là suy nghĩ phán đoán các thứ. Thành thử á là khi mà bị tắt xong á là mình bây giờ có nghe nữa, cái phần mình chậm thì khi mình nói ra là mình nói không có đúng theo cái mà mình suy nghĩ được, ha, do nó thiếu cái phần máu nó nuôi bên cái bán cầu não trái. Do đó mình bơm máu lên mà đầy đủ vô rồi thì đã khác rồi.
lên trên tường. Nó bị chóng hả? Sao chóng vậy? Nghe rõ ghê luôn hả? Sao chóng vậy? Đâu có chóng vậy? Nghe rõ ghê, thấy ông nhiều nhiều mắt quá trời. Nhưng mà nó đau. Đau, đau, đau. Bây giờ chỉ còn nóng rần rần. Biết cảm giác. Đấy. Hồi trước đó là anh làm nghề gì? Trước khi làm nghề điều xe? Trước là có lái xe. Bây giờ tôi nhắc lại, bắt đầu ngày mai anh này sẽ không được ăn. Mà 8 giờ tối nay là không ăn rồi nha. 8 giờ tối không được ăn à? Đúng rồi. 12 giờ trưa. Rồi. Cái đó là chỉ uống nước lọc thôi. Tự nhìn miệng này, cái nhìn ở đây nghe đâu nói. Hút không khí. Hiểu không? Hút không khí. Thì chút xíu là mọi người rồi phải trong lúc là trưa đang cơm ấy, thì mình mua cái nước ớt mình uống này. Giờ không sướng rồi. Rồi thôi, đã hai bên lại trả vào kia. Rồi. Xong rồi chưa đâu, anh nằm xuống cái nữa. Rồi ai lên đây cho tôi thêm lần nữa. Anh em kia kìa. Anh em đây. Trời ơi. Mẹ mình liền. Rồi, không có cho anh nằm nghiêng xuống, nằm nghiêng nha. Anh nằm nghiêng qua tôi đi, tôi nằm nghiêng qua tôi đi. Ok, bỏ chân xuống. Rồi bỏ cái này lên. Bỏ cái này lên. Anh xuất hiện vừa qua thì chút đó. Rồi ngửa là thấy đó vậy là ok. Rồi quay qua đây. Không có được rồi, ngồi vậy, ngồi vậy. Quay qua. Chưa tỉnh hồn. Chưa tỉnh hồn. Dạ. Nghe sướng rồi chưa? Dạ, nghe em được. Nghe rõ rõ. Rõ chứ? Chưa được lắm. Giờ cái người đang đang nghi ngất. Đang phê phê. Thầy làm gì không có đau. Có nghe đó mà không rõ lắm. Ở bên phía sau, phía sau là nghe không có rõ, nhưng mà tôi nói đây thì nghe rõ hết rồi. Dạ, nghe rõ. Tốt rồi. Vợ con mấy đứa này? Vợ chính là một đứa. Thầy dạ tâm lý. Đừng mà chí cho nó vui. Cho nó vui. Ok. Dạ, thì một, dạ. Rồi thôi vậy được rồi. Nói là ok rồi, được rồi, rồi. Ok. Cảm ơn nghe. Rồi, cảm ơn cái gì. Rồi. Xin mời người tiếp theo. Tiếp theo ạ. Thứ hai ạ. Mô Hồng. Mô Hồng. Hồi nãy ngồi vô kia chị nói đó là không nghe đâu mà. Ồ, lên lên phỏng vấn thôi. Rồi tóm lại là bây giờ đang còn thổn thức cái gì? Muốn nói gì không anh? Cảm giác. Không biết nói gì hơn thì cảm ơn cái chương trình này và cảm ơn ba bác cháu. Nghe được hết rồi đó. Nói xấu là nghe được rồi. Lớp mình cẩn thận nhé, giờ đừng nói xấu anh ấy nha. Dám đi ăn được rồi đó. Dám đi ăn sợ anh dạy không nghe được. Rồi, bây giờ bắt đầu... chị bị sao? Ông mẹ nhất cái đường gân này á thì nó nhất lên tới trên đầu này mà đỡ bên đầu. À, một lần nó nhất á thì cái tay bên đây nó bị ồ nó nghe không có đỏ bằng cái tay bên đây. Đúng rồi. Mà nó nóng nóng nữa hả? Dạ. Thì bị cái hóa cái cỏ. Hôm qua đâu có chữa được rồi. Dạ, có rồi. Hôm qua ông có hai cái lỗ tai, tại bệnh nhiều quá, hai quá trời nhiều rồi. Cái lưng của con ở qua thầy bé thì phía bên đây nó không có đau nữa. Mà có cái con nằm sau phía bên đây có cái
cái gọn đây là nó tức đơ đó thì nó nào từ màu từ sáng nó lên này nó lên nó tức ngắt rồi thì mà cái đầu óc hôm qua nó tập tập hết cũng mềm mềm tả đạm. Ok, cái chị này là chỉ cái cảm giác mà cái bên tai đó rồi anh chỉ bị nóng á, thì đó là những cái triệu chứng của máu lên não không được. Con mới là con lắc như nè, con nghe lắc rồi con làm như nè, hào nó mới đỡ đầu. Đúng rồi, đó. Bây giờ cũng vậy. Và điều con cái là khi mà tôi chữa cô này á, cô chút xíu cô sẽ rất là đau, tại vì cái khi mà mình tác động lên cái vùng mà cái thần kinh mà ở trên cái nửa người mặt ở bên phải á, nhưng mà sau đó là chị này sẽ nhẹ họng nhõm hết ha. Thì mọi người coi tôi cái cách để tôi giải quyết, tức là cái cách của tôi cũng là cái cách để đẩy máu lên não thôi, không có cách gì khác hơn ha. Ok, bây giờ chị đứng dậy đi nè. Thì bao giờ cũng vậy, khi mà chữa mấy cái ù tai điếc tai nè, thiếu máu não này, rối loạn tiền đình là bao giờ mọi người đừng có bao giờ quên đó, là điều đầu tiên là gì, mình phải dùng cái ngón cái mình đặt ở ngay cái động mạch cảnh nè, để chi biết không, để mình coi máu có lên được không. Thì cái chị này máu có lên nhưng mà gần như là bị giảm 50-60%, thành ra máu nó vô lên không được nè. Thành ra là đối với trường hợp vậy á, là phải chườm gan rồi chườm cái động mạch cảnh nè. Thành ra là tối nhớ cái điều đó. Ok, rồi bây giờ bắt đầu tôi chữa chị này cũng vậy, giống như anh gì là tôi đưa cái máu lên trên não ấy. Nhân mặt liền thấy không? Rồi nằm xuống đây. Bây giờ người Thanh niên chữ thanh niên xung phong rồi cử động lại coi xem. Đã ra.
Nhưng mà chị hôm qua chị đau bên phía nào chị nói lại thôi. Hôm qua thì nó đau ở chính giữa. À, rồi bây giờ đau. Rồi bây giờ chị ngồi lên nằm lại nằm cái này. Nằm lại rồi nằm cái đầu qua đây. Đó, vậy đó rồi. Đi xích đôi chút lên chị xích. Rồi, xích ra nữa. Rồi, nghiêng người. Rồi, xích ra, giờ xách ra này đi nè. Đó, đó nữa. Bỏ này ra, thẳng này ra. Rồi, cứ về đi. Rồi, thử coi, đi tới luôn, cử động coi sao. Hết rồi. Bây giờ biết cái đầu chưa? Bây giờ mới là hành hạ đây. Đấy. Rồi em dễ không có sao đâu. Không có sao đâu. Đi làm cái cổ lại chút xíu. Đây là cứng đèn ha. Nó dài luôn phải không? Rồi. Bên cổ. Bên cổ. Rồi niệm cổ. Wow. Ráng. Tôi nói rồi, cái mà đau nhất của chị là chính là cái này thả lỏng ra. Thả rộng ra đó. Đó bây giờ đó là coi như là bệnh bao nhiêu nó chạy hết rồi. Hấp vô đó. Đó nhà đâu vậy? Long An gần lớn không? Bởi vậy á là đau thì muốn lên đi chữa, mà khi chữa rồi mới hối hận thôi, thêm cái nữa đi. Nhảy nhõm luôn ha. Đúng rồi chứ. Rồi bây giờ cử động ngơi sao rồi? Nó cũng phải là mập. Cái cọng này là nó cứng nhất rồi. Đó, cọng nhất đó. Rồi để im ra, để tay ra. Im ra. Đấy, bởi vì phải đúng là nằm đúng cái cọng đó. Để xuống cái bọn cái đầu. Đó. Để tôi tìm ra coi nó có không. À, nói đi rồi. Đau lắm. Rồi chứ. Rồi, bây giờ đứng đi lại đi đồ, rồi quay cổ, quay đồ, quay sao rồi. Cái đầu bây giờ hết đau rồi đó. Hết nóng tay rồi. Thấy không? Rồi. Hết cứng rồi, nó mềm, ngon lành rồi phải không? À, bây giờ ngon lành rồi. Làm gì nữa, về thôi chứ. Ok. Nguyễn Thị Yến ạ. Chị bị e đỉnh đầu. Chị Yến ngày hôm qua là làm gì đây? Dạ em chưa được. Tại đi làm qua thì kéo cái cổ lên. Ngồi đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ừ. Nó mình là được ưu tiên vô cùng luôn đấy. Là chỉ có nhiều người làm mình viêm đa khớp, xong bây giờ cái thắt lưng em hai bên sống lưng này nó bị ê hết, từ bả vai nó ê, rồi. Nó đau, cổ nó cũng bị đau, mà trên đỉnh đầu này thì lúc nào nó cũng ê hết. Rồi. Lúc nó chóng mặt lúc đầu, mà trí nhớ càng ngày càng giảm sút, rất nhiều đó. Thì cái chị này cũng giống hệt cái anh kia, đó, rồi sẽ phải làm giống như tôi nói. Yeah. Bỏ đói cơ thể, rồi hút không khí, rồi uống nước ớt, rồi chườm đá. Mà đá thì phải chườm một lúc động mạch cảnh và chườm cái gan luôn, thì nó mới đủ sức được. Bây giờ tôi giải quyết cho chị này đó là tôi ngưng nha, tại tôi làm ba người thôi. Rồi đứng dậy đi. Rồi.
kia. Rồi nằm đi quay. Rồi quay cái mặt kia lên. Chạy lại. Cái lưng đau điểm ngay đây, ngay này hả? Đây biết rồi, biết rồi. Rồi, với là tí. Rồi, rồi thì đứng dậy đi, tới tới luôn tôi sao này. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội
0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.